Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, giải Nobel Hòa bình được trao cho ông Lê Đức Thọ cùng với cố vấn Ngoại giao Mỹ là Henry Kissinger vào năm 1973. Nhưng ông Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải với lý do đất nước Việt Nam chưa thể có được hòa bình, chừng nào chưa đánh đổ được chế độ tay sai của Mỹ. Đó là giải Nobel duy nhất dành cho người Việt Nam cho đến nay. Sau khi lên ngôi năm 1802 và lập ra triều Nguyễn, vua Gia Long đã đề nghị nhà Thanh công nhận quốc hiệu của nước ta là Nam Việt. Tuy nhiên, tên gọi này lại vô tình trùng với quốc hiệu nhà Chiêu có phần lãnh thổ bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc, tồn tại từ năm 203 trước Công nguyên đến 211 trước Công nguyên, nên nhà Thanh đã đổi ngược lại thành Việt Nam và chính thức phong hiệu vào năm 1804. Về ý nghĩa thì phần lớn các nhà sử học đều cho rằng cái tên Việt Nam mang nghĩa người Việt ở phương Nam. Nếu khắp mắt cá có thể linh động trên 70 độ, chúng ta có thể ngồi xổm dễ dàng. Đa số người phương Tây chỉ có khắp mắt cá linh động được 30 độ, vì vậy họ thường phải trụ trên mũi chân khi cố gắng ngồi xổm, hoặc phải vô cùng vất vả mới có thể cầm cự được trong một thời gian ngắn. Cùng với đó là thể trạng to lớn, chiều cao vượt trội hơn so với những khu vực khác. Thế nên trọng tâm cơ thể khó giữ thăng bằng so với những người có thể trạng và chiều cao thấp hơn. Cho nên việc ngồi xổm đối với người dân nhiều nước châu Á chỉ là một tư thế tự nhiên, nhưng đối với người phương Tây thì lại là một thử thách không hề dễ dàng.